Ok, đến với nội dung số 3 của chúng ta, đấy là một số các kỹ thuật khác và các kỹ thuật để lập biểu đồ. Đấy, thì hai nội dung này nó cũng sẽ khá là nhẹ so với các hàm. Đối với các kỹ thuật khác thì thứ nhất là về copy công thức này. Copy công thức thì chúng ta đã có các cái phím tắt như bên trên rồi, mình nhắc lại nữa. Đây, copy ở đây. Rất là nhanh thôi. Thứ hai là chúng ta tạo số thứ tự tự động. Số thứ tự tự động thì hiện nay chúng ta có thể nhập tay như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, như vậy. Tuy nhiên một cách khác mình hay dùng nó cũng sẽ nhanh hơn. Đấy là chúng ta sẽ để công thức số đằng sau bằng số đằng trước cộng với 1. Rất nhanh. Đó. Và khi chúng ta kéo công thức xuống đến cái ô mà chúng ta muốn làm số thứ tự ấy, thì nó rất là nhanh. Đấy, ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn là Ctrl Shift xuống như thế này để nó chọn đến tận cái vùng cuối cùng. Rồi ngoài ra là còn một cách khác rất là nhanh nữa. Nhưng mà máy mình nó đang hơi không hợp tác nên không thể thực hiện được. Thì chúng ta có thể nhé nhập duy nhất một số 1 vào đây này. Đấy, sau chúng ta lần xuống cái góc bên phải ở dưới này, chúng ta nhảy đúp vào đây, nhảy 2 lần. Đấy, thì khi đấy nó cũng sẽ tạo cho mình một cái số thứ tự, à không phải nhảy đúp 2 lần mà chúng ta ấn Ctrl và chúng ta kéo xuống thì nó cũng tạo một cái số thứ tự cho mình. Còn nếu muốn nhảy đúp thì chúng ta phải gõ 1 và 2 đấy, và sau đó bôi như này, bôi cùng hai số nhảy đúp thì nó mới tạo số thứ tự. Thì đấy là các cái cách rất là nhanh để chúng ta có thể tạo. Tuy nhiên ấy thì bao giờ người ta cũng sẽ ưu tiên đặt hàm hơn. Tại vì sao? Tại vì khi có những cái vị trí ở đây nó bị trống chẳng hạn. Đó. Thì khi đấy thì các cái cách của chúng ta nó cũng nó không phụ thuộc vào cái mã bên này. Ví dụ mã nhân viên bị trống thì bên này nó vẫn tự động nó chạy thôi. Thế thì để mà có thể nhanh nhất và chính xác thì chúng ta sẽ dùng hàm cao ta. Ở đây mình sẽ có hàm cao ta và đếm từ ô đầu tiên đến chính nó. Và khi mà mình kéo công thức này xuống thì nó sẽ lần lượt đếm từ ô đầu tiên đến ô thứ hai đến ô thứ ba, và cái đấy nó sẽ trả giá trị số thứ tự tương ứng cho mình. Được chưa? Và khi mà chúng ta kéo xuống bên dưới đây đến cái ô nào mong muốn và copy công thức xuống thì khi đấy nó sẽ có một cái số thứ tự tự động cho mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta không còn bảng nhân viên nữa thì nó sẽ tự động nhảy cho mình về 9 thôi. Đấy, mình xóa đi thì cái số cuối cùng của số thứ tự này nó vẫn đúng. Thì đấy là về cách tạo số thứ tự. Tiếp theo là chúng ta làm việc đến ngày tháng tự động. Đó. Thế ngày tháng tự động này thì như hôm trước thì mình hướng dẫn về hàm chưa hướng dẫn về hàm which day và hàm choose, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn hàm ngày tháng tự động. Để mà làm ngày tháng tự động ấy thì chúng ta tưởng tượng này, chúng ta sẽ có một cái cột như là ngày tháng ở đây là tháng thôi. Đấy, tháng này, năm. Và hàng tháng thì chúng ta chỉ cần vào đây chúng ta thay đổi cái tháng và cái tháng năm này thì tất cả những cái dãy hàng bên dưới này rồi thứ bên dưới nó sẽ tự động chạy cho mình. Thế trước hết để có cái đấy chúng ta cần phải có các cái ngày từ 1 đến 31 hoặc 30 gì đấy. Và để nhanh nhất thì chúng ta sẽ dùng công thức như số thứ tự thôi. Đấy, chúng ta 1, 2, 3, 4 cộng vào đây. Được. Và để nhanh hơn thì chúng ta sẽ copy nguyên cả 5, 6 cái số này. Đấy, thì nó rất là nhanh. Chọn 31 luôn. Đấy ạ. Đó. Thì dụ đây là tháng 3 đi. Năm 2020. Rồi. Thế thì có cái này điểm gì? Đấy. Mình nhắc lại về cái hàm weekday và hàm chu. Hàm week đây làm gì? Hàm week đây làm mà trả cho chúng ta về cái số thứ tự của cái ngày trong tuần. Đấy, hàm số thứ tự của ngày trong tuần, ví dụ này. Weekday, chúng ta có hai cái thông tin cần nhập. Một là cái ngày đó. Cái thứ hai là cái dạng điền ngày. Thế thì cái ngày đó. Và cái weekday đặc biệt một chỗ là nó không cho chúng ta nhập trực tiếp ngày vào. Mà chúng ta phải thông qua một cái ô khác như thế này. Ví dụ bằng này weekday đấy, chúng ta phải nhập số vào đây phải đó, và sau đó chúng ta sẽ chọn một cái đối số return type, đối số thích hợp. Thế thì với cái số 1 ấy, là số mình rất là hay dùng, thì nó sẽ định dạng cho mình từ số 1 đến số 7 và tương ứng với nó là từ chủ nhật cho đến thứ bảy. Đấy, thì nó sẽ giống với những cái ngày bình thường mình gọi hơn. Còn nếu chúng ta chọn số 2 ở đây thì cái ngày thứ hai nó sẽ tương ứng với số 1, đấy, thứ ba tương ứng với số 2. Thì nó sẽ bị lùi như thế, mình không nhớ. Thế thì để tiện nhất thì chúng ta sẽ để
chủ nhật giờ số 1, thứ hai giờ số 2, thứ ba số 3. Nó rất là tiện. Ok, chúng ta ấn số 1 là. Và nó sẽ trả chúng ta giá trị là 5, tương ứng với hôm nay là ngày thứ 5. Đấy. Và với hàm weekday này nó chỉ trả về cho chúng ta giá trị số thôi nhá. Và số đấy sẽ rơi vào từ 1 cho đến 7. Đấy, được chưa? Một số bạn bảo sao không nhập cho này vào ngày vào đây đi, cho nó nhanh. 326 2000 20. Nhưng mà rất tiếc của nó hỗ trợ sai. Chưa? Bởi vì khi nhập như này này, chỗ này ấy, nó sẽ ra cho chúng ta một cái định dạng số khác, chứ không phải định dạng ngày nữa. Đấy, cho nên kết quả nó sẽ bị sai. Và đây chúng ta sẽ dùng thông qua một cái con số khác. Đây về hàm weekday trả cho chúng ta giá trị là 5. Thế cái chúng ta cần ấy, để chẳng nhẽ bên trên lại một dãy ngày, bên dưới một dãy thứ như thế thì rất là khó nhìn. Thế khi đấy chúng ta sẽ cần phải chuyển cái năm này nó ra thành cái ngày, thành thứ năm. Thì một số bạn có thể nghĩ là à dùng ít ít, nhưng ở đây chúng ta có chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ năm rất là nhiều, rất là dài. Chúng ta có thể đào lồng ít vào đây và nó cực kỳ dài như thế. Thế thì chúng ta sẽ có một cái hàm khác gọi là hàm choose, làm chọn. Chọn cái gì? Đấy, chúng ta sẽ được chọn cái số thứ tự trong cái dãy này. Đấy, ví dụ ở đây chúng ta chọn số 1 nhé. Đang ví dụ không liên quan đến những cái bên trên. Trong một cái dãy ví dụ chúng ta có Ngọc này, Hoài này, Trâm chẳng hạn. Được chưa? Ok, chúng ta sẽ cung cấp cho nó một cái dãy như này, dãy dãy dữ liệu. Đấy. Và đây chúng ta chọn số 1 thì có nghĩa là nó sẽ trả chúng ta kết quả là Ngọc. Chọn số 2 ở đây kết quả sẽ là Hoài. Được chưa? Thế đấy là ý nghĩa của hàm choose. Vậy thì hàm choose với hàm weekday chúng ta dùng để làm gì? Đấy. Với một cái danh sách thứ có sẵn như thế này, chúng ta sẽ dùng từ chủ nhật này, thứ bảy này, đó, đúng không ạ? Thứ sáu, thứ năm. Thế từ cái danh sách mình đang lập này thì chúng ta sẽ chọn đấy, và khi cái con số này nó rơi vào ngày nào thì nó sẽ hiển thị ngày đấy lên. Và tất nhiên chúng ta sẽ không nhập số bằng tay đấy, chúng ta không phải nhập số 1, số 2, số 3, số đây, mà chúng ta sẽ dùng kết quả ở trên này này đấy, từ cái hàm bút đây, và nó nhảy xuống cho chúng ta. Thứ hai hết đó. Đó. Và khi là chúng ta sẽ thay weekday vào đây. Ok, weekday ở đây là gì? Weekday ở đây của chúng ta là cái này đúng không? Bây giờ sẽ xem nhé, nó trả chúng ta kết quả thứ mấy. Thì hôm nay là 26 tháng 3 này. Thì hôm nay là ngày thứ 5, Thursday. Đó. Vậy thì sai rồi. Bởi vì sao? Đây, chúng ta nhìn nhé. Lưu ý, giá trị số 5 trong cái dãy này thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì nó là thứ tư. Vậy thì để mà cái giá trị này nó rơi đúng vào ngày thứ 5 thì cái chủ nhật của chúng ta nó không thể là giá trị đầu tiên được. Dạ. Có nghĩa là với kết quả của hàm weekday này, nó trả chúng ta là số thứ tự là số 5. Thế thì cái số 5 nó phải tương ứng với thứ 5 trong dãy. 1, 2, 3. À, tức là mình nhầm rồi. Thế chúng ta phải nhét ở đây, ví dụ tưởng tượng này. Số 1 thì là chủ nhật, số 2 là thứ hai. À, mình bị ngược. Mình bị ngược ấy. Số 3 là thứ 3. Đấy. Số 4 là thứ 4 này. Số 5 là thứ 5. Số 6 là thứ 6. Và số 7 là thứ 7. Lần này chắc chắn phải đúng này. Đấy. Và khi đấy nó sẽ trả chúng ta thứ 5. Vậy thì khi mà chúng ta lồng ghép vào đây thì chúng ta auto sẽ có một cái hàm, và nó sẽ tự biến đổi tự động. Được chưa? Và tiếp tục ở đây này. Vậy thì làm cách nào để mà khi mà chúng ta gõ số tháng 3, tháng 4, tháng 5 nó sẽ tự chủ động ở đây. Thì ngày ở đây chúng ta đã có rồi. Và khi đấy nhiệm vụ chúng ta sẽ đặt một cái hàm choose vào ngay bên dưới ở đây. Đấy. Và khi đấy thì weekday của chúng ta nó không phải là A7 nữa. Khi đấy chúng ta sẽ đặt hàm weekday của hàm date. À, chúng ta sẽ không nhập một cái hàm một cái ngày có sẵn ở đây nữa, mà chúng ta ngày chúng ta sẽ được biến đổi theo các công thức này.
Thế thì chúng ta dùng hàm date. Hàm date là hàm trả giá trị là về ngày tháng. Và số thứ tự của nó sẽ là năm trước, đại diện này, sau đến month, tháng 3. Và xong cuối cùng đến ngày. Thì ngày là ngày 1. À, thiếu dấu cộng, à, dấu số đúng không? Đúng chưa ta? Date này, đóng ngoặc của date. Đây đóng ngoặc của x đây. Rồi, ok, nói vào chủ nhật. Chúng ta sẽ xem nhé. Giãn cái này ra một chút, không nhìn được gì. Ồ, đợi chút. À, sorry, tại vì chỗ này chúng ta chưa cố định. À, chứ chúng ta chưa cố định cái này này. Đấy, bây giờ kéo ra, để xem nó đúng. À, vẫn chưa đúng à. Tại vì sao ta? À, ngày ở đây bị sai. Đó. Date này. À, cố định nhầm rồi, cố định nhầm. Sorry, năm nên phải cố định chứ. Sao mình lại đi mình cố định cái gì? Đấy, còn cái ngày này phải để nó chạy. Được chưa? Cái này là chắc chắn đúng này. Ồ, ok. Vừa nãy đấy mình cũng copy toàn bộ các giá trị như thế này. Được chưa? Đấy. Và khi đấy chúng ta sẽ có một cái bảng biểu về ngày tháng tự động. Bây giờ mình thử nhé. Mình thử sang tháng 4 này. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi. Đó, ở đây các cái ngày ở đây sẽ tự động thay đổi. Về đây tháng 4 là chúng ta sẽ có ngày 31. Tháng 5 thì sao? Chúng ta lưu ý nhé. Tại vì các cái công thức ở đây này, đấy, nó có thể đặt để các công thức nó chạy theo ngày. Tuy nhiên nó sẽ rất là lằng nhằng. Cho nên mình đã khuyến khích mọi người là tạm thời thì cứ dùng bằng tay. Tháng nào bao nhiêu 30 ngày thì xóa bớt của cuối đi. Ừ. Còn không thì copy nguyên cái này và copy ra chúng ta sẽ có ngày 31. Số những tháng có 31 ngày. Thì tạm thời cứ là như thế. Được ạ. Thì đây chính là cách mình tạo một cái lịch tự động cho tháng. Và lịch này là chuẩn nhé. Đây, ví dụ tháng 3 này, hôm nay ngày 26 tháng 3. 26 tháng 3 là giờ thứ 5. Chọn rồi. Rồi. À, tiếp theo chúng ta sẽ làm tách tên. Tách tên thì ví dụ mình có một cái danh sách như thế này. Và chúng ta sẽ rất là mong muốn là có thể tách được tên của riêng cái tên của các bạn ấy ra. Đây. Đúng vậy. Thế làm cách nào để tách riêng cái tên của người ta? Thì chúng ta sẽ ấn Ctrl cộng với H nhé. Và sau đây chúng ta tưởng tượng này, chúng ta muốn tách tên riêng ra thì cái tên nó sẽ tương ứng với một cái dấu sao. Và cách là cách nó sẽ tương ứng với cái khoảng trống đằng sau của cái tên đấy. Thì chúng ta ấn File Replace All này. Đấy, và đây nó chỉ còn tên thôi. Minh, Anh, Hải. Đấy, thế là một cách hoàn toàn là thủ công. Đấy, tương tự như vậy, nếu muốn tách họ ra thì họ nó sẽ tương ứng với cái dấu sao mà. Cho nên sẽ có khoảng trống đằng trước của họ thì mình cách ra trước và sau đó mình làm dấu sao. Ok, replace all này. Đấy, khi đây chúng ta sẽ thấy nó tách chỉ riêng họ thôi. Hiện nay thì mình cũng chưa tìm được một cái hàm nào có thể giúp mình tách một cách thông minh tên ra được riêng. Đó. Còn mình có chưa thời gian tìm hiểu sâu hơn. Tuy nhiên thì mình đấy là cái cách sử dụng bằng tay này nó vẫn khá là nhanh. Nếu các bạn biết thì các bạn share cho mình nhé. Rồi, thì đấy là về các cái cách để chúng ta tách tên. Tiếp theo chúng ta sẽ liên quan đến một cái đó chính là ví dụ chúng ta bôi màu. Đó. Thì trong bài giảng ở đây nó cũng đã có rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ đọc kỹ hơn một chút để mọi người hiểu. Về cái nghệ thuật bôi màu của chúng ta thì đây mình đã có sẵn một số các cái công thức. Đấy. Và chúng ta sẽ đọc kỹ hơn ở đó. Thế còn ở đây của chúng ta sẽ cần
lưu ý đến những cái gì? Bôi màu thì chúng ta có rất là nhiều kiểu chúng ta cần sử dụng những bôi màu. Chúng ta cần bôi màu của ví dụ chúng ta muốn hẹn đến một cái deadline này, à, chúng ta muốn cảnh báo trước khi hết hạn deadline, hoặc là chúng ta muốn bôi màu những cái trùng lặp này, hoặc là chúng ta muốn bôi màu theo cả dòng, chúng ta muốn bôi màu theo cả cột, hoặc chúng ta muốn bôi màu cái gì đấy, được chưa? Thì khi đấy, khi nhắc đến bôi màu, bao giờ người ta cũng sẽ nghĩ đến cái hàm conditional formatting ở đây. Đấy, và nó đã có rất nhiều chức năng để hỗ trợ cho mình. Ở đây thì nó đã có sẵn một số các cái chức năng cho mình rồi. Đấy, và nó có sẵn cái giá trị. Ví dụ chúng ta muốn bôi màu các cái ô mà có giá trị lớn hơn, nhỏ hơn. Đấy, nằm trong khoảng nào? Bằng bao nhiêu? Bằng này có thể dùng cả text, cả số. Rồi là bôi màu các cái vùng dữ liệu mà có chứa các cái chữ gì. Chẳng như vậy. Đây là ngày trong khoảng bao nhiêu? Và cuối cùng là lặp. Đấy, cái hàm duplicate này chúng ta rất hay dùng để lọc các cái dữ liệu nó bị lặp nhau, ví dụ như lọc các cái tên hoặc là các cái mã nhân viên mình nghe đặt trùng nhau. Thì đây là cái cách rút gọn, cách nhanh. Đấy, chỉ cần ấn vào đây thôi là có thể ra được. Đấy, nhưng mà trước khi chúng ta chọn vào đây, chúng ta nên chọn cái vùng dữ liệu mà mình muốn lọc trước. Đấy, cái này rất là nhanh. À, ví dụ như ở đây. Đấy, mình muốn lọc những cái tên trùng nhau thì mình có thể chọn vùng đấy trước. Sau đó chúng ta ấn duplicate. Đấy, thì khi đấy nó sẽ chọn những cái định dạng để cho chúng ta theo màu. Được chưa? Cancel lại. Đấy, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cái vùng dữ liệu nó cũng ít như thế để chúng ta có thể ấn duplicate. Khi đấy chúng ta phải luôn luôn dùng, nghĩ đến cách dùng hàm. Đấy, thì chúng ta sẽ vào manage rules. Ở đây mình sẽ sẵn một số các công thức rồi. Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn liên quan đến khi mà chúng ta muốn bôi theo cột, đúng không? Đây thì bôi theo cột này. Ok. Bôi theo cột thì để mà ra được tạo được cái công thức đấy thì chúng ta sẽ vào đây. Manage rules nhé. Và nếu muốn tạo công thức mới chúng ta ấn new rules và chọn cái sử dụng một hàm để xác định những cái ô mà được được format. Đấy, và sau đó chúng ta nhập hàm vào đây. Đấy, thì nó sẽ ra được cái này. Đúng rồi, đúng cái hộp thoại này. Thế thì với cái cách mà chúng ta muốn bôi bôi màu của một cột ấy, thì chúng ta sẽ tạo công thức như sau này. Chúng ta sẽ chọn cái cột đầu tiên của cái vùng dữ liệu mà mình muốn bôi. Ví dụ với cái vùng này, vùng dữ liệu của mình đã chọn từ ban đầu là từ A1 cho đến K21 là đến đây. Đấy. Và sau khi mình chọn vùng dữ liệu rồi thì mình mới ra được đến, mình mới mới chọn đến cái hàm mà mình muốn đặt. Và sau đó mình sẽ chọn cái ô đầu tiên của cái vùng đó. Thì ô đầu tiên của chúng ta là ô A2 nhé. Mình không chọn được A1, mình chọn A2. Đấy. Và nhớ khi mà xét hàm ấy thì chúng ta sẽ để cái cột này nó chạy, tại vì mình sẽ bôi theo cột mà. Thì cột này mình phải để chạy, sau đó mình sẽ cố định cái hàm này thôi. Đó, cố định hàng. Và với những cái hàng mà nó xuất hiện số 1 ở đây, mình đang ví dụ thôi, thì chúng ta sẽ bôi xanh. Đây, cho nên mình đang ví dụ này. Ví dụ mình có một ở đây, có một ở đây thì cả cột này nó bôi xanh. Ví dụ thêm một đây nhé. Đó, thì nó cũng sẽ bôi xanh cả cột đó cho mình. Ứng dụng này thì nó hay dùng vào việc chúng ta bôi vàng, bôi màu có các cái ngày thứ bảy hoặc là chủ nhật. Mình chọn. Thế đấy là về về cách để chúng ta bôi theo cột. Thế còn bôi theo hàng thì sao? Bôi hàng cũng gần tương tự như vậy. Chúng ta cũng cần phải chọn cái vùng dữ liệu mà chúng ta muốn bôi bôi trước. Đấy đó. Nó có thể là những cái cột, những cái dòng trong này. Đấy, vẫn vào cái manage rules. Thế đây mình đang có những cái dữ liệu này trước. Tương tự như vậy thôi, chúng ta muốn cái bôi một cái hàng nào theo một cái dữ liệu nhất định. Ví dụ tại cái cột D này với tất cả những cái đơn vị nào là kế toán thì mình sẽ bôi màu cả cái lao dòng đấy. Thì chúng ta sẽ đặt công thức như sau. Chúng ta sẽ chọn cái cột mà chứa cái dữ liệu chúng ta cần lọc. Ở đây mình dữ liệu của mình là kế toán và nằm ở cột D. Nên mình sẽ chọn cột D. Và bắt đầu bằng cái ô đầu tiên, đơn vị đầu tiên là D1. Đấy. Chúng ta có thể chọn ở đây là D2 cũng được. Tại vùng của mình là vùng vùng bắt đầu từ A2.
Rồi, D2 là kế toán. Được chưa? Và nhớ chúng ta sẽ cố định cái cột này. Bởi vì cái dữ liệu nó nằm ở cột này mà. Nếu mà không cố định cột này, nó chạy dữ liệu sang cột khác thì nó sai. Đấy. Và cái số dòng ở đây thì mình sẽ để cho nó chạy. Ok. Thế khi đấy tất cả những cái cột ở kế toán nó sẽ chạy. Đó. Không biết tại sao ở đây sai không? Sai là bởi vì là cái vùng dữ liệu và cái ô đầu tiên mình chọn nó không trùng nhau. Đây. Vùng dữ liệu của mình là từ A1 đến K21. Vậy là nó sẽ từ cột này cơ. Đấy, từ dòng đầu tiên cơ. Nhưng ở đây mình đang để là D2. D2 có nghĩa là cái ô thứ hai. Đấy, sau đây ở đây nó sẽ phải để là từ D1. Đấy. Có nghĩa nó sẽ phải là cái ô đầu tiên của cột trong vùng dữ liệu. Đấy, vùng của mình là từ A1. Cho nên ô đầu tiên của nó phải là ô D1. Đấy, không phải là ô D2. Ok, thì lại đúng. Rồi. Thì đấy là kỹ thuật chúng ta bôi màu theo cột và theo hàng. Đấy. Nhắc lại một chút về cái kỹ thuật bôi màu khi mà lọc lọc nhau ấy. Thì ngoài cái việc chúng ta ấn vào đây rất là nhanh duplicate thì chúng ta có cách để chúng ta tạo hàng. Bởi vì là khi mà các bạn muốn lọc các cái trùng nhau, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ muốn xuất hiện những cái giá trị bị trùng tại cái lần số xuất hiện số 2 của nó thôi. Có nghĩa là hai cái tên trùng nhau thì mình chỉ muốn bôi đậm cái tên bị trùng và xuất hiện lần thứ hai thôi. Còn cái tên lần thứ nhất xuất hiện mà bị trùng thì bỏ qua nó. Khi đây chúng ta sẽ đặt một cái hàm là hàm cao if vào đây. Vẫn là vùng dữ liệu của mình là sẽ từ C. À bởi vì là mình cái này thì mình chỉ muốn bôi theo cột thôi. Nên mà vùng dữ liệu mình sẽ chọn là từ từ cái ô C2 này, từ cái tên đầu tiên cho đến cái tên cuối cùng là đến C21. Hàm của mình sẽ có là đây. Hàm chúng ta là hàm cao if. Cao là hàm đếm có giá có điều kiện. Có nghĩa là gì? Kể từ cái ô đầu tiên này này. Đấy, đến cái ô cuối cùng. À đến cái ô ô đó. Đấy, từ ô đầu tiên đến ô đó nhé. Cho nên là mình sẽ phải để nó chạy xuống bên dưới nữa. Mình đến chính giá trị đấy. Đấy. Và nếu nó lớn hơn 1 thì chúng ta mới bôi. Có nghĩa là gì? Với tất cả giá trị bằng 1 có nghĩa xuất hiện lần đầu chúng ta không bôi màu nữa. Mà chỉ khi nào nó lớn hơn 1 thì chúng ta mới bôi. Và khi đấy thì ở đây mình sẽ có các giá trị là lần xuất hiện số 2. Đấy, nãy mình thấy hai cái màu xanh ở đây bị mất đúng không? Bạn Dương Thị Thành này, đấy, xuất hiện đây lần 2. Thì ở đây được bôi màu. Đấy, bạn này không cần bôi màu nữa. Vậy thì nếu chúng ta muốn bôi màu tất cả thì sao? Thì có nghĩa bôi màu cả lần xuất hiện thứ nhất, cả lần xuất hiện thứ hai thì chúng ta vẫn sẽ ưu tiên dùng cái duplicate. Là cái này. Rất là nhanh. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể xét hàm. Nếu chúng ta muốn xét hàm nhé thì chúng ta sẽ vẫn là dùng count if. Đấy. Tuy nhiên vùng dữ liệu khi đấy chúng ta sẽ cố định nó lại để nó không bị chạy nữa. Đây sẽ và vẫn là C2. Thì xem có gì thay đổi không? Đó, thì khi đấy là tất cả những cái tên trùng nhau nó sẽ bị hiển thị lên. Đấy. Chứ nó không bỏ qua cái lần xuất hiện một nữa. Rồi. Thế thì còn cái hàm gì đâu ta? Ok, thì đấy là tất cả những cái liên quan đến kỹ thuật bôi màu. Đấy, đổi màu ô dãy này, lọc ô trùng này, lọc ô không trùng này. Đó. Thông báo hết hạn. Thông báo hết hạn này thì nó cũng rất là đơn giản. Ví dụ mình đang có các ngày ở đây. Đó. Thế thì mình muốn thông báo là ví dụ trước cái hạn đến 5 ngày thì cái ô mày nòi này nó sẽ tự động đổi màu cho mình. Hôm nay ngày 26. Đấy. Còn 2 ngày nữa là đến ngày 28 thì nó sẽ bôi màu. Hoặc là đến ngày 30 đi. Hạn đến 30. Đấy, thì nó sẽ tự động đổi màu cho mình. Chẳng như vậy. Thế là cách nào? Làm cách nào để nó có cái này? Thì chúng ta nhớ là cứ đến bôi màu chúng ta sẽ nghĩ đến conditional formatting. Và đây chúng ta sẽ có này. Vẫn đặt hàm thôi, rất là đơn giản. Hàm của chúng ta sẽ cần phải thỏa mãn hai giá trị. Đó.
Thì thứ nhất là cái ngày đến hạn ở đây nó phải lớn hơn cái ngày ở đây chứ, đúng không? Có cái ngày chưa đến hạn, ngày đến hạn thì nó phải lớn hơn ngày chưa đến hạn thì nó mới báo được. Chứ còn đã quá hạn rồi thì đặt hàm khác, chúng ta không thông báo kiểu đấy nữa. Thì mình sẽ hướng dẫn cái hàm chưa đến hạn thôi, còn hàm cả quá hạn thì mọi người sẽ tự tìm, bởi vì là nó sẽ khác nhau mỗi cái dấu lớn dấu bé đây thôi mà. Thì với những cái ngày chưa đến hạn này này thì chúng ta sẽ cần thỏa mãn hai điều kiện. Một là ngày đó phải lớn hơn cái ngày đến hạn, à ngày hôm nay, để có thông báo chứ. Đấy, thì chúng ta sẽ có là cái ngày G2 là ngày này, trừ đi cái ngày hôm nay nó phải lớn hơn không. Đó có nghĩa là cái ngày này nó phải lớn hơn ngày hôm nay. Thế đó. Cái thứ hai nữa là cái ngày đến hạn tính đến ngày hôm nay thì nó phải trong vòng 5 ngày. Đấy, thì khi đấy nó sẽ báo. Ok chưa? Và như đây chúng ta nhớ với hai điều kiện song song cùng đồng thời chúng ta sẽ dùng hàm and. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần một trong hai điều kiện, hoặc điều kiện này hoặc điều kiện này, chúng ta dùng hàm or. Or nhé. Ok. Đấy, chúng ta sẽ có được cái này. Ví dụ này, hôm nay là ngày 26 thì nó sẽ không đổi màu, tại vì hôm nay là ngày đến hạn rồi. Bởi vì ngày đến hạn của mình nó phải phải là cái ngày sau cơ. Ví dụ 27 đi. 27 thì nó sẽ tự động. Và khi mà chúng ta đã đặt vào đây là hàm today, là hàm tự động. Đấy, thì nó sẽ cập nhật ngày theo cái hàm này. Chúng ta không cần phải thay đổi là 26 hay là ngày 27 vào đây nữa. Ok, thì đấy là cái kỹ thuật mà chúng ta xét cảnh báo khi mà đến ngày. Rồi. À, một cái kỹ thuật nữa rất là đơn giản. Đổi màu tab trước đi. Đổi tab thì đơn giản thôi, chúng ta muốn những cái tab nào nó nổi bật lên thì chúng ta vào đây chọn tab color, chúng ta chọn đủ các thể loại màu sắc mình muốn. Đấy, thì với những cái tab quan trọng thì nó sẽ đổi màu. Còn với cái kỹ thuật mà cố định dòng cột thì nghe có vẻ rất đơn giản nhưng có thể là một số bạn chưa biết. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Đây, với những cái bảng mà giá trị nó rất là dài như thế này, hàng nghìn của dòng, thì làm sao để chúng ta có cái tiêu đề nó ngay ở bên trên như này. Đấy, thì rất đơn giản, chúng ta vào view. Đấy, nhìn thấy cái free span này chưa? Thế thì ví dụ muốn cố định hàng nào nhé, thì chọn hàng bên dưới hàng đấy. Lại nhá. Đây, xóa hết đi này, lại này. Muốn cố định hàng thì vào hàng bên dưới hàng đấy. Và chúng ta ấn free. Được chưa? Tương tự như vậy, nếu muốn cố định cột nào thì vào cái cột đằng sau cột đấy. Ví dụ mình đang muốn cố định cột tên thì mình chọn cột D. Được chưa? Các bạn hỏi là thế bây giờ chỗ này nó ghi là unfree thì làm sao? Làm sao để vừa cố định dòng vừa cố định cột? Đúng không ạ? Thế thì với trường hợp mà chúng ta chỉ muốn cố định hàng hoặc chỉ muốn cố định cột thì chúng ta sẽ chọn theo cách là chọn cột hoặc chọn hàng trước. Còn trường hợp mà chúng ta muốn cố định cả hàng cả cột thì chúng ta sẽ chọn cái ô mà giao giữa hai cái hàng và cái cột mà chúng ta muốn cố định. Ví dụ mình muốn cố định hàng đầu tiên này và cột này. Đấy. Thì cái ô giao nhau là ô này. Đấy, thì mình sẽ ấn chọn một ô đấy thôi và mình ấn cố định. Được chưa? Đó. Thì cái Excel offline nó sẽ có Excel online một chút. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn toàn bộ một số các cái kỹ thuật khác cho cái nội dung này. Và sau đây chúng ta sẽ đến một cái nội dung tiếp theo liên quan đến kỹ thuật lập biểu đồ. Đó. Kỹ thuật lập biểu đồ thì lại rất là hay. Hay ở đâu? Đó. Bởi vì nó sẽ được hiện thực hóa tất cả những cái mong muốn của mình. Ok, để mình xóa bớt một số những cái màu mè đây, nhìn nó hơi rối mắt một chút. Đấy, chúng ta vào đây chúng ta xóa thôi. Rất nhanh. Ok, mất hết. Muốn xóa ở đâu thì mình chọn cái khu vực ở đấy rồi mình xóa. Ok. Để thế này. Nhầm nhầm nhầm. Xóa. Rồi, thế thì làm sao chúng ta tạo ra một cái chữ à một cái biểu đồ nó đẹp. Đấy,
Excel hiện nay nó rất là thông minh và nó hỗ trợ chúng ta tạo biểu đồ, tạo chart bằng một cái công cụ là pivot table. Đấy, cái pivot này thì các bạn có thể nhìn vào đây. Được chưa? Thế trước khi có một cái biểu đồ đẹp thì chúng ta cần phải có một cái file data. Ví dụ file này cũng được. Được chưa? Và để nhanh chóng thì thường mình hãy đặt tên. Đặt tên cho cái file data đấy cho nó dễ nhớ. Đấy. Thì kỹ thuật đặt tên đã dạy rồi. Đúng không? Chọn vùng muốn đặt tên và điền thôi. À. Thế còn khi mà chúng ta muốn xóa tên thì chúng ta ấn Ctrl F3. Xóa đi. Giết. Ok, mình sẽ chọn vùng này. Ấn Enter. Ok, nó đã đặt tên cho vùng này rồi. Thế thì trước khi có một cái biểu đồ, chúng ta luôn luôn phải có file data đúng không? Và đây là file data của mình. Đấy. Nhưng mà để tạo ra một cái file data thông minh ấy, thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật làm bảng của cái pivot này luôn. Và sau đó thì từ cái bảng này mình mới suy ra được cái biểu đồ. Đó. Thì mình ấn vào đây. Được chưa? Đây là vùng dữ liệu của mình này. Vùng dữ liệu là cái vùng này. Đúng không? Và đây là nơi mà chúng ta muốn đặt đặt bảng. Đấy. Thì có hai chỗ, một là chúng ta sẽ đặt vào một cái sheet mới, nó sẽ tạo luôn một sheet mới đây. Hai là tạo bảng ở cái sheet đang có. Thì ví dụ ở đây, à nhầm rồi. Đấy, đấy chúng ta phải chọn. Đây, chúng ta thì gõ luôn data vào đây, mình đã tên rồi mà. Đấy, đây, tạo tại một cái sheet đang có nhé. Thì muốn tạo sang cái sheet khác của mình thì mình sẽ chọn một cái vùng dữ liệu để mình enter rồi. Đó. Khi đấy thì chúng ta sẽ có các cái dữ liệu mà chúng ta mong muốn muốn lấy, được chưa? Thế ví dụ ở đây chúng ta muốn làm cái gì đây? Ví dụ nhé, chúng ta muốn làm một cái biểu đồ thể hiện được phần trăm, thể hiện phần trăm của số lượng nhân viên trong các cái đơn vị này. Đấy, để xem hành chính chiếm bao nhiêu, marketing chiếm bao nhiêu đúng không? Thì cái chúng ta cần đó chính là số lượng nhân viên và tên đơn vị. Đó. Thế đây chúng ta phải cần tên nhân viên. Đúng chưa? Tên nhân viên của chúng ta sẽ để đâu? Để đây. Đó. Và chúng ta dùng hàm cao nhé. Cao là để đếm. Thế còn ở đây bỏ cái hàm đi. Chúng ta sẽ cho tên đơn vị vào đây. Được chưa? Đó. Thì cái này nó rất thông minh. Đấy. Ví dụ như mình muốn đếm ở đây là có bao nhiêu nhân viên thì sẽ dùng hàm count. Thế ví dụ khi trong các trường hợp khác mà có số ấy, ví dụ chúng ta muốn tính tổng số tuổi. Thì đây chúng ta không phải đếm. Đếm là đếm giá trị rồi. Mà chúng ta muốn tính tổng số tuổi thì đây chúng ta sẽ đổi hàm. Đấy, chọn value field setting và chúng ta chọn sum. Thì nó sẽ được tính tổng. Tuy nhiên đây dữ liệu của mình đang là tên nhân viên, nó không tính tổng được. Đấy. Ngoài sum, ngoài tổng, ngoài đếm ra nó còn có giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, vân vân. Ok chưa? Thì mình đang tạo một cái rất là đơn giản ở đây thôi. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể add một số những cái khác vào đây. Ví dụ ngày thử việc đi. Đúng không? Đấy, và chúng ta nhớ nhé. Ngày thử việc này. Đây là cái cột đơn gọi là đây nó ghi là hàng ấy, nhưng thực ra nó sẽ là các cái đơn vị của hàng. Đấy, nó sẽ có hàng hành chính, hàng kế toán, hàng marketing này. Đấy. Còn đây là các giá trị của hàng đó. Còn đây là gì? Đây là cột. Đấy. Còn đây là filter. Filter là mình muốn lọc. Đấy. Cụ thể hơn nhé. Ví dụ này. Mình muốn lọc gì ấy bây giờ ta? Đây. Mình sẽ cho tên đơn vị. Đấy. Ở chỗ này nhé. Chỗ này mình không thể dùng hàm hàm này được. Mình phải dùng một hàm khác. Xong không ổn lắm. Rồi, ví dụ ra thử này. Mình đang để tên đơn vị đây để mọi người có thể lọc. Lọc ở đây có nghĩa là gì? Mọi người có thể chọn hành chính và ở đây nó lọc cho mọi người hành chính riêng thôi. Đấy, chọn kế toán, lọc kế toán thôi. Được chưa? Đấy. Còn lại là phục vụ lại cái mục đích ban đầu của mình là mình đang muốn
đếm số lượng nhân viên của từng đơn vị. Thì đây, nó sẽ có count cho mình luôn. Và từ đây mọi người sẽ có được cái một cái chart đẹp thì làm như thế nào. Đồng bộ với cái pivot table này chúng ta sẽ có tạo chart. Đó, chúng ta ấn vào đây, sẽ là tạo chart này. Thì có rất nhiều kiểu chart để mọi người làm. Nên thường với các cái dạng mà so sánh khối lượng, số lượng thì chúng ta chọn biểu đồ cột bar chart. Và chúng ta ấn OK. Rất đơn giản. Đó, ngay đây. Thì từ đây chúng ta sẽ có luôn cái định dạng này. Tên, hành chính, kế toán, bao nhiêu người đúng không? Và trong trường hợp là chúng ta muốn xóa hết mấy cái này đi, lằng nhằng quá, thì chúng ta chọn vào đây. Đây là fill button, đây là các cái trường lựa chọn. Ẩn hết đi. Đó, cái nến rất là đẹp. Được chưa? Và đây chúng ta có thể quyền thêm đi. Đấy, chúng ta có quyền thêm các cái dữ liệu chúng ta mong muốn. Đấy, thêm số lượng cụ thể lên trên những cái cột này. Đấy, bên dưới có các thể loại. Đây là các cái định dạng. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể design lại theo các cái kiểu khác nhau, style khác nhau. Tha hồ chọn. Cái này mọi người có thể tìm hiểu thêm. Rất là hay. Rồi. Hy vọng là với những cái hướng dẫn của mình thì mọi người sẽ có thêm những cái định hướng. Không phải định hướng đâu, mà sẽ có thêm những cái sự hỗ trợ trong cái việc chúng ta tìm hiểu và làm quen với Excel. Thì bạn Excel này rất là thân thiện, nói rồi. Đấy, và chúng ta càng hiểu sâu thì nó càng thấy hay. Và dùng Excel thì chúng ta cảm giác như là có một cái điều rất là diệu kỳ. Bởi vì mỗi một lần chúng ta nhập hàm đúng thì cảm giác như là có phép thuật xảy ra vậy. Ok, vậy là chúng ta sẽ kết thúc nội dung của bài học ngày hôm nay tại đây. Và với tất cả những cái kiến thức này thì một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và chúng ta nhớ làm bài tập để thực hành cho không bị quên nhé. Tại vì Excel ấy, nếu chúng ta làm nhiều chúng ta quen, rất là master luôn. Nhưng chỉ cần sau một thời gian chúng ta không động đến thì chúng ta quên luôn. Và chúng ta sẽ yêu lại từ đầu. Ok, bye bye mọi người.